Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu âm ly công suất 4 kênh của CAF Audio. Đó là cái mẫu LAT D800 với công suất là 800W một kênh, chế độ 8 ohm và 1050W một kênh ở chế độ 4 ohm. Thì với cái mẫu này thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều ứng dụng như là sân khấu, sự kiện, hội trường, nhà hàng, quán bar, hát karaoke rồi vân vân. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá nó nhé. Ok, thì đây là cái âm ly 4 kênh. Thì cái mẫu LAT D800 này thì nó có công suất là 800W ở chế độ 8 ohm và 1050W ở cái chế độ 4 ohm. Bây giờ chúng ta sẽ đi về cái thiết kế của nó. Thì nó làm mất trước là một cái mặt nạ bằng màu xám rất là đẹp, có 4 cây. Đây là cái hệ thống đèn tín hiệu, phía trong là có hai cái mặt lưới để tản nhiệt. Thì đây là tăng phô, thì mình là không có mở nắp ra để xem, thì các bạn có thể xem phía trong của âm ly có cái hình của hãng cung cấp trên website của công ty Hoàng Tùng. Ok, thì phía trước là nó chỉ có 4 cái volume và có một cái nút nguồn bên này thôi, nguồn bật tắt bên này thôi. Thì muốn mở âm ly ra thì cũng có một cái, mở cái nắp trên này và mở cái con vít này, con vít mà giữ cái tăng phô. Ok, chúng ta sẽ coi về cái mặt sau. Thì mặt sau nó có hai cái lưới cũng là để tản nhiệt, dây nguồn cũng khá lớn. Thì bây giờ chúng ta sẽ zoom vào coi cái bảng này. Thì cái bảng này là 4 kênh thì nó có 4 cái đắc speed công ra lo ABCD và có 4 dây tín hiệu, 4 cái ổ để cắm đưa tín hiệu vào cũng ABCD. Là mỗi kênh nó sẽ có một cái rắc, một cái cổng rắc lo và một cái cổng để đưa tín hiệu vào kênh đông. Thì trên này nó có một số cái chế độ gạt. Thì đây là cái chế độ hắn có hai cái cần gạt. Thì đây là gạt, bên này là stereo là đánh từng kênh, đánh mỗi kênh mỗi dây, mỗi kênh một tín hiệu. Còn không gạt qua bên này là nó có chữ PA là có nghĩa là parallel, là đánh song song. Chúng ta chỉ cần gắm một cái dây tín hiệu thôi, thì dưới này nó vẫn không cần găm dây tín hiệu nữa, thì một dây tín hiệu thôi nó sẽ đánh ra hai kênh. Bên này cũng vậy. Còn đây là có một cái nút gạt thì 1.4 và 0.77, thì đây là cái lựa chọn đồ nhạy đầu vào. Phía sau này thì có một cái cầu chì. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thì với một cái âm ly mà có công suất lớn như thế này thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều ứng dụng. Chúng ta chơi sân khấu cũng được, chơi hội trường cũng được, chơi sự kiện, hát karaoke rồi gì cũng được hết. Ok, hôm nay là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, có COCQ đầy đủ. Thì với cái công suất này thì chúng ta xài loa nào cũng được, với một loa không, nó không có kén loa. Thì với cái công suất mà rất là cao này thì loa nào nó đánh cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.